Hồng Sâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa Hồng Sâm đang có mặt tại showroom của công ty Lexor, và đứng bên cạnh Hồng Sâm là đại diện cho công ty Lexor, đó là bạn Triều. Thì ngày hôm nay Hồng Sâm sẽ go over một cái ghế mà hồi trước giờ Hồng Sâm là gọi là thích nhất. Nó là một trong những cái sự lựa chọn mà làm cho salon remodeling ai cũng có một cái tiệm rất là đẹp. Tuy nhiên có rất nhiều người vẫn còn thắc mắc là trong cái chiếc ghế này nó có những cái gì, hoặc là có nhiều người các khách mua về rồi mà vẫn không biết những cái cách sử dụng tất tần tật trong cái ghế này. Thưa quý vị, như là chị Hồng Sâm đã chia sẻ, cái ghế này là một trong những cái ghế mà the best seller của công ty Lexor, niềm tự hào của công ty Lexor luôn, thưa quý vị. Và những cái feature mà phải kể đến đối với một cái ghế elite đó, đầu tiên đó là về cái hệ thống chat, thưa quý vị. Đây là có cái hệ thống dual chat kết hợp giữa cái gọi là magnetic chat và một cái disposable air chat nữa, thưa quý vị. Sự kết hợp giữa hai cái loại chat này sẽ làm cho cái những ai mà sở hữu cái ghế này ở trong cái tiệm nail là cái service của mình được khách rất là yêu thích và professional vô cùng. Đúng rồi, lúc mà Triều nói tới hai cái chat thì ông Sâm mới nhớ. Hồi trước á, công ty Lexor là làm một cái chat gọi là cái eco chat. Nhưng mà sau khi quý vị có những cái yêu cầu, tôi muốn có cả cái chat mà nó thổi bong bóng bubble, thì công ty Lexor đã cho thêm vào đây là một cái chat nữa gọi là air bubble chat. Thì cái này không có phải là mình thay cái chat kia, có nghĩa là một cái ghế mà có hai hệ thống. Và nhờ như vậy mà nâng được cái giá trị phục cái vụ service của mình service lên ở cái salon lên rất là nhiều, thưa quý vị. Và ngoài ra nữa, một cái feature khác nữa, thưa quý vị, công ty Lexor là phải nhắc đến, đó là hệ thống autofill. Yes. Đây là một cái hệ thống mà đã gọi là được công ty Lexor sở hữu bản quyền phát minh từ năm 2007, tính ra bây giờ là đã 16 năm trên thị trường. Đúng rồi, thưa rồi. Quý vị, một niềm tự hào công ty Lexor. Và nhờ cái autofill đó, thưa quý vị, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho cái người thợ làm nail. Ví dụ như một người khách bước vô, thưa chị Sâm, là nếu mà không có autofill là người thợ phải ngồi đó mình canh. Đúng. Là nước, là mở nước, khi mà tới cái mực nước mà mình muốn rồi mình phải tắt đi, chứ mình đâu có bỏ đó mình đi được. Đúng rồi, bỏ tràn đi hết. Mà quên là nó sẽ tràn ra, thưa quý vị. Mà tràn ra là nguy hiểm thứ nhất là khách có thể bị trượt té, những cái điện mình có thể bị chập điện, và nếu mà nó có đi dưới cái ghế nó tụ lại có cái mùi hôi rồi rất là khó chịu. Rồi còn hư nền nhà. Hư nền nhà đó. Cho nên với cái hệ thống autofill, thưa quý vị, chỉ với một cái nút đơn giản thì nước sẽ tự động fill vô cái bồn, và nhờ cái hệ thống cảm ứng khi đến một cái mức nhất định thì nước sẽ ngưng lại. Sau khi nước ngưng lại thì cái hệ thống jet sẽ bắt đầu bật lên để massage cho khách. Rồi câu kế tiếp nữa là cái nếu mà em làm dual jet như vậy, có cái air ring trong đó luôn, cái bubble jet, thì em xài line nào được không? Dạ thưa, vẫn được ạ. Một cái việc rất là đơn giản như em nói là một cái snap on. Vậy là mình vẫn dùng liner được, không có mắc, không có sợ không gì có hết. Sợ gì hết. Không có phải vướng bận gì hết. Thì mình có promotion gì không em? Là khi mà quý vị mua một cái ghế elite, quý vị sẽ được giảm 500 Mỹ kim. Wow. Và ngoài ra được tặng một bộ bàn matching set gồm có 3 thứ, đó là bộ bàn làm tay, ghế thợ làm tay và ghế khách. Mà chưa hết, khi quý vị mua nhiều ghế nữa thì quý vị sẽ có thêm được những cái ưu đãi gọi là 5 free. Cái free đầu tiên á là free hookup. Cái free thứ hai là được cái free đặc biệt lắm, free tư vấn và bản vẽ hỗ trợ từ chương trình Salon Remodeling của chị dì ái Hồng Sam đây ạ. Rồi free shipping cho những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên có 3 cái tiểu bang mà sẽ không có free shipping được, đó là Rhode Island, Alaska và Hawaii. Rồi free tramp pump. Free tramp pump là vì sao? Tại vì bây giờ có một số những cái công ty họ cũng trả tiền cái tramp pump này, nhưng đối với công ty Lexor chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho quý vị. Và cuối cùng nữa là free cash off. Đấy. Cho nên là mình mua càng nhiều sẽ càng có những cái ưu đãi rất là hấp dẫn luôn. Một cái số coi như tất cả những cái đồ free nè, rồi promotion, rồi cash off, rồi vân vân đủ thứ. Đặc biệt là quý vị sẽ được Hồng Sâm tư vấn để làm cho cái tiệm thật là đẹp nha quý vị. Nếu mà có nhiều người nói là ô cô này biết làm phong thủy, không biết Hồng Sâm có biết hay không, nhưng mà Hồng Sâm làm tiệm nào cũng đắt khách hết á, chưa có bị ai quýnh. Cho nên nếu quý vị nào mà muốn có những cái tiệm đẹp thì quý vị có thể gọi vào số một lần nữa là 1866 733 4772 hoặc lexor.com. Một lần nữa xin kính chào quý vị.